Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 19 tháng 6 trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Vào đêm ngày hôm qua thì trận chung kết và tranh 3-4 của Nations League đã được diễn ra hấp dẫn và thế giới bóng đá cũng chứng kiến nhiều thông tin nóng hổi khác. Vậy cụ thể những tập thể nào đã giành chiến thắng và các câu lạc bộ tên tuổi có chuyển động gì đáng chú ý trong 24 giờ qua? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chạm trán nhau ở chung kết Nations League và Croatia cùng Tây Ban Nha đã cống hiến cho các fan một trận đấu vô cùng căng thẳng. Được biết tập thể xứ đấu bỏ là bên cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn trong hiệp 1. Nhưng rồi sự vô duyên của các chân sút hai bên đã khiến cuộc thư hùng bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không đều. Tình trạng khan hiếm bàn thắng tiếp tục kéo dài trong 45 phút sau đó khi các thủ lần lượt phung phí các cơ hội và khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Thế nhưng 30 phút tiếp theo vẫn là không đủ để hai tập thể kể trên phân định thắng thua và việc này đã dẫn Croatia cùng Tây Ban Nha vào loạt đấu súng cần não. Trên chấm phạt đền định mệnh thì Tây Ban Nha đã là bên bản lĩnh hơn và có được chức vô địch một cách vô cùng xứng đáng. Trước trận chung kết kể trên vài tiếng thì người hâm mộ đã được chứng kiến cuộc đấu tranh 3-4 vô cùng sôi động giữa Hà Lan và Italia. Theo đó, thầy trò Roberto Mancini là bên mở tỷ số trước khi Federico Di Marco ghi bàn ngay phút thứ 6. Tuy vậy, đó không phải là pha lập công duy nhất của hiệp 1 do Davide Fratesi cũng kịp lập công để nhân đôi cách biệt cho Italia trước khi bước vào giờ nghỉ. Hiệp 2 sau đó tiếp tục diễn ra cực kỳ căng thẳng khi Steven Bervai mở điểm cho Hà Lan ở phút 68, nhưng gần như ngay lập tức Federico Chiesa cũng ghi bàn để đưa Ý vượt lên dẫn trước 3-1. Thế nhưng đây mới là lúc mọi việc được đẩy lên cao trào. Phút thứ 84, Wolfsburg xém chút nữa đã rút ngắn cách biệt cho câu lạc bộ da cam, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng của tiền đạo này. Không nản chí, các học trò của huấn luyện viên Ronald Koeman tiếp tục dồ lên và họ có được pha lập công của Jorginho Wijnaldum ở phút 89. Tuy vậy, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đại chiến và Italia đã có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, qua đó đoạt được tấm huy chương đồng của Nations League. Tương lai của Kai Havertz đang là một trong những chủ đề được quan tâm nhất ở EPL lúc này, nhưng rất có thể biến độ tiếp theo của ngôi sao người Đức sẽ sớm lộ diện. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, nhân tố sinh năm 1999 đã nói rõ ràng với tất cả các bên rằng bản thân muốn chơi cho Arsenal và thậm chí các điều khoản cá nhân cũng đã được thống nhất. Do đó, các Gunners đang rất mong muốn pháo thủ đẩy nhanh thương vụ này và có thể biến Kai Havertz thành người của đội chủ sân Emirates càng sớm càng tốt. Khi mà cơn bão truyền thông xung quanh tương lai của Kylian Mbappe vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì dường như tiền đạo này vẫn chưa có quyết định bất cứ điều gì. Theo đó, đội trưởng đội tuyển Pháp vừa bỏ ngỏ mọi khả năng về tương lai của mình qua phát biểu: "Tôi chỉ quyết tâm thi đấu cho Paris Saint-Germain ở mùa giải tới. Có rất nhiều điều xảy ra trong một năm và thậm chí còn có nhiều thứ hơn thế ở một câu lạc bộ như Paris Saint-Germain." Quả thật là một lời phát biểu chắc chắn và dường như nhà đương vô địch Ligue 1 sẽ là bên đau đầu nhất với động thái kể trên từ Mbappe. Manchester United đang rất khẩn trương trong việc tìm kiếm một người gác đền mới khi mà tương lai của De Gea vẫn khá mông lung. Theo đó, chỉ ít ngày sau khi cái tên Jordan Pickford xuất hiện trong các đồn đoán với đội chủ sân Old Trafford, thì đến nay mức phí mà Quỷ Đỏ dự định chi ra cũng đã xuất hiện. Theo đó, ông lớn nước Anh được cho sẵn sàng bỏ ra 45 triệu bảng cho người gác đền của Tam Sư và có lẽ các Manusian sẽ cần chờ thêm vài ngày nữa để xác thực tính chính xác của thông tin này. Sau khi vượt lên trên Manchester United trong việc tiếp cận Kim Min-jae thì Bayern Munich đang tăng tốc để hoàn thành thương vụ này. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, thỏa thuận giữa các bên đang ở giai đoạn cuối cùng và nhiều khả năng một bản hợp đồng 5 năm sẽ được ký kết. Được biết, điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Hàn sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 và nếu không có câu lạc bộ nào bất ngờ xuất hiện thì đây nhiều khả năng sẽ là cột mốc mà nhân tố 26 tuổi gia nhập Bayern Munich. Dù là một trụ cột quan trọng trong mùa giải vừa rồi ở Arsenal, nhưng tương lai của Thomas Partey tại sân vận động Emirates lại không quá chắc chắn. Theo đó, ngôi sao người Ghana đang được một số câu lạc bộ quan tâm và thậm chí những cuộc thảo luận có thể cũng đã diễn ra.
Được biết hợp đồng của Arsenal và Partey sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025 và theo những cập nhật mới nhất thì các bên không có cuộc đàm phán nào để gia hạn dọc kèo này. Trong vài ngày vừa qua thì những tin đồn về việc Paris Saint-Germain đang tăm tia Antoine Griezmann đã manh nhà xuất hiện và khiến nhiều fan của Atletico Madrid lo lắng. Tuy vậy, mới đây thì chính ngôi sao người Pháp đã cam kết tương lai của mình với đội bóng chủ quản qua phát biểu: "Tôi muốn ở lại Atletico Madrid, tôi rất hạnh phúc ở đó và gia đình tôi cũng vậy. Tôi muốn vô địch La Liga cùng đội bóng và cố gắng làm điều gì đó đặc biệt ở Champions League." Manchester United đang rất khẩn trương trong việc chiêu mộ tài năng Rasmus Højlund và có khả năng Quỷ Đỏ sắp đưa ra một phương án hấp dẫn để thuyết phục Atalanta nhả người. Theo đó, huấn luyện viên Erik ten Hag được cho là sẵn sàng chấp nhận để Amad Diallo chuyển sang thi đấu cho đại diện nước Ý một năm theo dạng cho mượn để thúc đẩy việc Højlund đến Old Trafford theo chiều ngược lại. Tuy vậy, đây mới chỉ là ý tưởng xuất phát từ ông lớn nước Anh và chưa chắc câu lạc bộ của Serie A đã cảm thấy hứng thú với cách làm này. Thậm chí không ít fan Quỷ Đỏ cũng cho rằng phương án này là thiếu hợp lý với Amad Diallo khi cầu thủ này xứng đáng được trao cơ hội sau một mùa giải thi đấu rất tiến bộ dưới dạng cho mượn. Eden Hazard vừa được đội tuyển Bỉ tổ chức một buổi lễ tri ân vô cùng trang trọng. Và động thái kể trên cộng với việc ngôi sao 32 tuổi vẫn chưa tìm được bến đỗ mới đã dẫn đến các đồn đoán về việc cầu thủ này có thể giải nghệ. Tuy vậy, ngôi sao từng khoác áo Chelsea vẫn tự tin về khả năng thi đấu của mình và việc này đã được thể hiện qua phát biểu mới đây. "Tôi vẫn có khả năng của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và dù sao thì tôi cũng đã nghỉ ngơi 2 hoặc 3 năm rồi." Trong những nhân tố đối diện tương lai không chắc chắn ở Chelsea thì Christian Pulisic là cái tên đã được nói đến từ lâu. Tuy vậy, rất có thể cầu thủ người Mỹ vẫn sẽ ở lại Stamford Bridge sau mùa hè này do đang có khá ít câu lạc bộ tỏ ra quyết tâm trong việc có được chữ ký của ngôi sao 24 tuổi. Được biết, nguyên nhân chính cho trạng thái ảm đạm kể trên có thể xuất phát từ mức lương khá cao của Pulisic khi không có nhiều tập thể sẵn sàng giữ nguyên mức đãi ngộ mà cầu thủ này đang hưởng ở Chelsea. Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng ở Paris Saint-Germain vẫn đang để trống, nhưng những ứng viên còn sót lại cho vị trí này cũng không còn quá nhiều nữa. Cụ thể, sau khi không đi đến được thống nhất với cựu thuyền trưởng Julian Nagelsmann của Bayern Munich, thì ông lớn nước Pháp nhiều khả năng sẽ lựa chọn một cái tên nổi tiếng khác. Theo đó, Luis Enrique đang nhận rất nhiều dự báo sẽ trở thành tân huấn luyện viên của nhà đương kim vô địch Ligue 1 khi mà cả Nasser Al-Khelaifi và Luis Campos đều đặc biệt đánh giá cao chiến lược gia người Tây Ban Nha. Việc sức hút của Manchester City tăng lên sau cú ăn ba vừa rồi là điều có thể lường trước, nhưng cũng ít ai ngờ hiệu ứng của nó lại lớn đến như vậy. Theo đó, các số liệu vừa ghi nhận việc có tới 120.000 người hâm mộ đang ở trong danh sách chờ để mua vé mùa giải mới của đội chủ sân Etihad. Đây quả thật là một con số quá ấn tượng và cho thấy tầm ảnh hưởng của nhà đương kim vô địch Champions League đang ngày càng được mở rộng. Đội tuyển Đức đang khiến các cổ động viên của mình lo lắng khi có liên tiếp những trận cầu dưới kỳ vọng thời gian gần đây. Việc này khiến những nghi ngờ về khả năng của huấn luyện viên Hansi Flick manh nhà xuất hiện và buộc một thành viên trong bộ sậu của những cỗ xe tăng là Rudi Völler phải lên tiếng đảm bảo tương lai cho chiến lược gia 58 tuổi qua tuyên bố. Tất nhiên, Hansi Flick vẫn sẽ là huấn luyện viên của đội tuyển Đức. Đó không phải là điều cần tranh luận khi ông ấy là một chiến lược gia hàng đầu. Không những vậy, hàng ngày Flick đều nghĩ về việc làm thế nào để đội tuyển Đức có thể chơi tốt ở giải đấu diễn ra vào năm tới. Arsenal đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi các liên hệ của đội chủ sân Emirates với những cái tên chất lượng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Theo đó, tập thể Bắc London đang thể hiện sự quan tâm đến ngôi sao Romeo Lavia của Southampton. Tuy vậy, pháo thủ sẽ phải rất khẩn trương trong thương vụ này khi có không ít đại gia cũng muốn có nhân tố 19 tuổi. Bruno Fernandes vừa góp công lớn trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Bosnia Herzegovina bằng việc lập một cú đúp và việc này đã giúp ngôi sao đang khoác áo Quỷ Đỏ nhận về rất nhiều lời khen ngợi. Nổi bật trong số đó là huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez của Seleção châu Âu khi ông thầy này đã không tiếc lời tán dương cậu trò cưng qua phát biểu: "Bruno Fernandes rất thông minh, mọi đường truyền và mọi pha chạm bóng đều được cậu ấy cân nhắc kỹ lưỡng. Không còn nghi ngờ gì với việc cậu ấy sẽ giúp những cầu thủ xung quanh chơi tốt hơn." Trong các thông tin liên quan đến việc Chelsea theo đuổi Moses Caicedo thì có một kịch bản đang thu hút nhiều sự chú ý, đó là việc The Blue có thể đưa Armando Broja vào thành một phần vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, các cập nhật mới nhất đã phủ nhận đồn đoán này và tiết lộ huấn luyện viên Pochettino muốn làm việc với cầu thủ 21 tuổi trong giai đoạn tiền mùa giải. Được biết, Broja hiện đã sẵn sàng trở lại sau chấn thương. Denzel Dumfries vừa có một mùa giải khá ổn với Inter Milan
và việc này giúp ngôi sao người Hà Lan thu hút được sự quan tâm của nhiều ông lớn. Tuy vậy, dường như ưu tiên của nhân tố 27 tuổi vẫn là ở lại sân Giuseppe Meazza. Và mới đây, chính cầu thủ này đã bộc bạch tâm tư của mình qua phát biểu: "Tôi tự hào làm cầu thủ của Inter Milan. Tôi đã có 2 năm xuất sắc và không có lý do gì để ra đi. Tuy vậy, bóng đá có thể biến động và chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra." Tiếp nối các thông tin ngày hôm qua về việc Barcelona đang làm việc với Brandenze về trường hợp của Victor Roque, thì đến nay các cập nhật tiếp theo của thương vụ này cũng đã được làm rõ. Theo đó, các bên được cho là đã gật đầu với mức phí 35 triệu euro cố định cộng với 10 triệu euro bổ sung cho tài năng 18 tuổi. Xem ra đây là con số không quá chát với một ngôi sao hot như Roque và các cu lê đang cảm thấy vui mừng vì sự nhanh nhẹn của nhà đương kim vô địch La Liga. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Và tối ngày hôm nay thì các trận đấu tiếp theo vòng loại Euro 2024 sẽ được diễn ra. Kết quả của những cuộc đấu này cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác của Lão Túc Cầu sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem, còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày vui vẻ và bình an.